Đây là bánh mì mình mới nướng xong lấy ra nha, vừa lấy ra nóng hổi luôn. Mình đã ăn thử một miếng bên cái góc đó rồi đấy, rất chi là ngon. Ôi, cách làm rất chi là dễ dàng nhá. Nếu mọi người thích thì mời mọi người vào bếp cùng làm với mình nhé. Đảm bảo là không cần phải đi mua bánh mì ngoài chợ nữa, có thể tự làm ra bánh mì ăn rất là dễ dàng nha. Mình sẽ đi làm bánh mì. Bốn con mặt nạ, baking soda 2 gram, 50 gram đường, dầu ăn 50 gram, có bơ thì bỏ bơ cũng được, mình cho dầu ăn kiêng. Dạ. Nước. Ui, đó 10 gram nước. Nhồi ra cục này. Rồi. Đây rồi. Ủ, trong vòng nửa tiếng nhé. Mình đã ủ bột rồi, nó nở ra gấp đôi rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi chia ra để mình đan thành bánh mì nha. Bột lên men gấp đôi luôn á. Không có dính tay nữa nè. Gấp bột lại thôi, nó không có nhầm nhất gì hết. Bốn cục sẽ cho lên một tí dầu mè cho cái bánh nó thơm. Bây giờ đem đi nướng nha. Cái nồi mình đã chuẩn bị cái nồi rồi đây, mình nướng bằng bếp điện, không cần lò nướng nhé, cái bật lửa chính thức. Để dùng lại nước. Chờ nó, chờ cho nó chín nha. Xong rồi đây. Ôi, nhìn dễ thương vậy. Giờ mình sẽ lấy bánh mì ra nha. Được bánh mì rồi đấy. Sau một hồi nướng, bánh mì ngon. Rồi được 4 cái bánh mì. Mới ra nó còn nóng á. Và nó cũng giòn hả? Rồi ấm bụng luôn. Trời thì lạnh. Bánh mì mới lái ra nó nóng, ăn nó ấm bụng.
chỉ lồn mà không có lò lò nướng vẫn lồn được á. Cái này mình lồn mình nấu bằng bếp điện từ của mình á, mình không có lò nướng nên mình sẽ nấu bằng cái bếp điện từ, mình không nấu nồi cơm điện luôn, mình nấu cái bếp điện từ nó dễ điều chỉnh lửa hơn, điều chỉnh theo cái sở thích của mình. Mình điều chỉnh nó thấp để từ từ nó nướng từ từ cho nó được cái độ ăn hết một cái rồi còn ba cái để lên cơm tối dần dần rồi.